Kính chào quý vị và các bạn. Thứ năm này thì hầu khắp ở miền Trung trời đều ít mây và nắng nóng, mức nhiệt cao nhất là từ 35 đến 37 độ và một số nơi có thể nắng nóng gay gắt trên 37 độ. Cảm giác nóng rõ kéo dài 6 tiếng từ 11 giờ cho đến 17 giờ. Tỉnh Quảng Bình nằm trong vùng nắng nóng, dự báo mức nhiệt cao nhất từ ngày thứ năm cho đến ngày thứ bảy của tuần này đều ở mức là 36 độ, trời ít mây và nắng gắt. Tuy nhiên, vùng đất này lại có rất nhiều điểm du lịch sinh thái với không gian mát mẻ cho quý vị có thể lựa chọn để tránh nóng. Suối Lúc Mọc là một trong những địa điểm lý tưởng. Tới đây, du khách sẽ được đắm mình trong dòng suối mát lạnh, chơi trò chơi cảm giác mạnh, rất là thú vị. Nếu có lịch trình đến khám phá Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày thứ 6, thì quý vị cần lưu ý là mưa sẽ xuất hiện về chiều tối. Có những điểm mưa vừa và cục bộ có những nơi mưa to đến rất to. Trong mưa dông còn tiềm ẩn với tố lốc và gió giật mạnh nguy hiểm. Tại An Giang, những năm gần đây, làng bè Châu Đốc là một trong những điểm du lịch rất thu hút du khách. Nơi đây tập trung nhiều bè cá truyền thống, đặc biệt là cá ba sa. Du khách có thể ngắm làng bè này khi mà đi ngang qua cầu Cồn Tiên hoặc thuê ghe chở ra làng bè để trải nghiệm cùng ăn, ở với người dân trong những ngôi nhà bồng bềnh trên sông nước như thế này. Thời tiết lý tưởng cho chuyến trải nghiệm của du khách sẽ là từ sáng tới chiều. Khi này trời đều có nắng với mức nhiệt cao nhất trong ngày là từ 30 cho đến 32 độ. Về chiều tối thì hôm nào cũng sẽ xuất hiện mưa dông. Trở ra phía Bắc, 3 ngày tới tại Yên Bái trời đều có mưa. Trong đó ngày thứ 7 mưa rải rác cả ngày, vì thế nhiệt độ không vượt quá 31 độ. Còn 2 ngày trước đó mưa xuất hiện về chiều. Còn buổi sáng và buổi trưa thì trời vẫn có nắng với nhiệt độ là từ 32 cho đến 34 độ. Ban ngày nắng ráo sẽ thuận lợi cho kế hoạch tham quan Hồ Thác Bà của quý vị. Nơi đây được mệnh danh là Vịnh Hạ Long của vùng Tây Bắc với cảnh sắc thiên nhiên nên thơ của hơn 1.300 đảo lớn nhỏ. Và kết thúc bản tin sẽ là phần dự báo cho các điểm du lịch khác trên cả nước.